Có thể anh em không biết việc lướt Facebook thì đa số mấy ông mấy bà đang xem video này đã làm rồi, nhưng có lần nào mấy người lướt chung những thứ mà tôi gọi nó là rác thải công nghiệp không, thứ mà bọn nó làm tôi thực sự cảm thấy bẩn tửa. Những bài đăng kiểu như này, những bài đăng kiểu như này thì rất bình thường, nhưng có một số bài đăng của vài tết rác được nhắc tên ở đây. Có một thằng admin não bé và dắt mũi được đám fan não bé đậu xanh, nhưng có những bộ vừa mới lên thì bọn này đã bắt đầu trèo kéo anti fan cho mấy bộ mới này. Mé fan thì ít mà lại còn nhận gạch đá từ mấy cháu cấp 1, cấp 2. Nhưng những cách rác này tôi chẳng nhắc đến trong video vì nó đã được lên video của nhiều người, nên hôm nay mục tiêu chính của video này là thằng Lon admin của cách này. Nói chung đối với một thằng weebo như tôi thì lướt mạng xã hội thì phải gặp những bài đăng về anime, nên việc tôi theo dõi nhiều page là một chuyện rất bình thường. Ia cái page mà tôi nói lúc đầu đăng bài và video thì cũng chẳng có chuyện gì, nhưng gần đây tôi khá chăm xem Sitoji nên phát hiện được cái page Lon này mời nhiều người vào group chat chia sẻ phim 18+. Tôi khuyên anh em nào tò mò muốn vào xem thì thứ gì tôi nói nó là cái gì mà ghê vậy thì đắp chăn ngủ mẹ đi, chứ vào là cuối tuần có cái. Mà nhận phiếu bé ngoan cỡ mấy thằng trong nhóm thì phải nhận phiếu bé hư mới chuẩn. What the hell? Định mệnh mang tiếng là bếp chia sẻ bài viết và video về anime mà lại trèo kéo mấy người theo dõi đến với những thức phim dành cho người lớn. Bộ bọn mày tưởng phở bò chỉ có người lớn thôi à? Trẻ con đây ở trên đó đấy mấy thằng ngu học. Tao còn chưa đủ 18 tuổi nữa mà mày lại đăng những thứ xàm. Ôi vãi cả kịa, không ai bắt mày khai cả, nhưng mày đã tự nhận rằng mình là một thằng thiểu năng và ngu học. Mày chính là định nghĩa cho việc vừa quay tay vừa đăng Sitoji đã bại não thì đừng làm những chuyện sằng bậy. Nếu như mục đích lúc đầu của mày là tạo ra một page dành cho người lớn thì tao chẳng nói làm gì, nhưng mày đã và đang xây dựng page theo chiều hướng sản xuất nội dung về anime, giờ lại đói rồi quay sang làm tiếp thị liên kết cho group chat sống như vậy liệu có bền? Trong khi những page anime khác đăng Sitoji về bộ gái Nga thỉnh thoảng tự hủy như này. Thì đám ngu admin tức này lại đăng như này. Oh my god. Đi, nó chưa đến trẻ con cấp 2 mà bọn xúc sinh này cũng chẳng tha nữa. Đừng để tao thấy được cái bản mặt của mày nha, chứ tao mà gặp mày thì tao cười thôi chứ làm gì được. Đu ma ra ngoài đời, nó cao lớn hơn tôi thì nó lại đập tôi nữa thì mệt. Mà mấy ông đừng nên nhấn vào để xem trong đó có gì nha. Cẩn thận mấy cái link, lỡ có link độc là mất luôn ép phở bò. Và những thằng không like video cộng sáp và đám admin sẽ bị teo chim. Đeo ăn nhiều nha, em chỉ muốn làm thì mới quan nha. Anh phù thì phù xứng đáng, không nam thì phan cực to em. Ngay anh không thì tất nhắc tất cây ốt vui, không nam thức tôi. Bởi vì sao em khó khăn,